Đánh nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
châu Kiều Thu. Em mì không đưa anh gấp cho anh gấp hết đi. Đây nè, có mì đây nè. Em thích Phú Vinh ở Châu Đốc. Đây đã tới Châu Đốc và đang đi xe lôi. Hello. Đó 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 quá đã luôn. Đi xa lôi. Sắp tới rồi, sắp tới trường. Đây là quan cảnh phía bà. Đây là đúng rồi, dọc đường lên phía bà chú sứ, đường bán rất nhiều đồ. Ở đây em cho số điện thoại chừng nào dài để em lại dưới nha. Rồi đã tới bà chúa xứ Thánh Miếu. Mọi người mới vô. Không rồi. Anh tài trưởng đoàn. Không đâu rồi. Đây. Vô. Là chim. Đâu, thấy chưa? Hay đặt cảnh cả đoàn vô. Đây là quang cảnh bên ngoài của miếu bà chúa xứ. Bây giờ là 10 giờ 15. Có rất đông du khách rồi. 10 giờ 15 ngày mùng 8 Tết á, mùng 8 Tết. Có rất đông du khách tới ghé viếng miếu bà chúa xứ rồi. Dạ.
cái chỗ người ta đốt mấy cái giấy tiền vàng bạc, mấy cái đồ á. Đây, hoàn cảnh ở trong rất là đẹp, sáng đẹp. Hai người bỏ. Rất đông người đến để lễ bái bà. Hết là hàng năm người ta đến xin lễ xin lộc của bà, và tới năm sau đúng cái ngày vía thì người ta lên trả lễ, rồi mà trả lễ là mình cũng hơi quay. Đó, các bạn thấy là người ta đường được cũng hơi quay lên. Bữa nay là cái bữa mùng 8 đầu tiên, ngày đầu tiên bắt đầu á, từ đây tới mùng 10 là rất là đông. Cúng bà gạo muối. Rồi đồng đây, con heo nữa, người ta đây, quân heo vào. Từ đây đến sáng mai luôn, rất là đông. Đây là cái cổng bên ngoài chỗ bà chú sứ. Cái điện không còn mở cửa, 12 giờ mới đâu. Giờ qua chùa ông. Kế bên chùa bà là chùa ông. Chùa ông thì bên đây lăng ông Thọ Ngọc Hồng. Mộ ông, mộ bà bên đây, này vợ ông này. Bên kia là mộ ông. Dạ rồi. Lên trên là đồng của Thọ Ngọc Hồng. Thank you.
nay là mùng 8, trước chỗ cái đền thờ Thầy Ngọc Hầu, đền thờ ông á. Có một cây mai rất là đẹp, đang nở, còn rất là nhiều nụ. Phía trước của cái đền thờ cũng có một cây thần công, một khẩu thần công, và đây là di tích được xếp hạng lịch sử. Đây, đứng bên đây nhìn qua chùa Bà. Đây là dọc đường phía sau miếu Bà Chúa Xứ. Đây, nếu mà chỗ xứ nhìn về phía trên đường trên cao xuống thôi. Trên đường đi qua miếu ông, miếu ông này. Mấy đứa nít nó tự đi luôn nè. Mấy nhà nó đây là du khách nữa trời. Ở đây. Ở đây nổi tiếng là mấy cái món khô cá lóc, khô mắm gì. Khô, nói chung tất cả các loại khô, kính thưa các loại khô. Đây rất là nhiều. Có khô Bà Giáo Thảo gì. Đáo ở Châu Đốc là vẫn còn xe lôi, còn mấy cái trên cả nước chỉ còn Châu Đốc là có xe lôi thôi. Đây là tới miếu ông. Dạ, phía trước miếu ông có một cái tượng voi trắng rất là to. Trên đây có một cái tháp thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Bên dưới cái tháp Phật thờ Phật Thích Ca Mâu Ni là cũng là một cái tượng Phật ngồi dưới cờ Bồ Đề. Và hai bên là một bên voi đen, một bên voi trắng. Đây là voi đen. Và đây là chú voi trắng đang trù trên hai bên. Nay là cúng xã hội, xem cái này không bao giờ xem được cho mình nữa.